sáng 27 tháng 6 năm 2020, công ty Hải Sơn tổ chức lễ khởi công cụm công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa. Dự lễ khởi công có nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Trạnh. Công ty Hải Sơn là một trong những nhà đầu tư và phát triển dự án lớn của tỉnh Long An, có tổng diện tích 1.800 hecta, vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Các dự án đã và đang phát triển như khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Hạ, cụm công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Đông, cụm công nghiệp Lương Bình, cụm công nghiệp Hải Sơn, Long Thượng, khu dân cư đô thị và khu công nghiệp Xuyên Á. Cụm công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Đông có tổng diện tích 261 hecta với lợi thế về giá cạnh tranh, quy tính, kinh nghiệm, cơ sở hạ tầng đầu tư chỉnh chu, vị chỉ trí giao thông thuận lợi tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh. Cụm công nghiệp đã và đang thu hút 55 doanh nghiệp hoạt động, đạt doanh thu 1.500 tỷ đồng. Tại buổi lễ khởi công, nhiều nhà đầu tư mới đã ký kết hợp tác đầu tư tại cụm công nghiệp. Đây là dự án quan trọng, công ty Hải Sơn kỳ vọng đóng góp vào lộ trình xây dựng Long An thành một điểm sáng phát triển tại khu vực cửa ngõ vùng Tây Nam Bộ và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại buổi lễ khởi công, công ty tiếp tục trao tặng 40 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trị giá hơn 2,4 tỷ đồng và xây hai cây cầu tại huyện Đức Hòa trị giá 3,5 tỷ đồng.